Xin chào các bạn, mình đến từ Summershop và trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng trang web này để học tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Thì đối với một lập trình viên, việc sử dụng được tiếng Anh nó mang lại một lợi ích cực kỳ lớn. Nó sẽ giúp các bạn nâng cao được thu nhập, cập nhật được kiến thức và giải quyết vấn đề một cách đơn giản hơn. Thì để đạt được điều đó, trang web này sẽ giúp bạn. Thì để sử dụng trang web này, các bạn cần đăng nhập bằng Facebook mà các bạn đã đăng ký đối với trung tâm. Thì sau khi đăng nhập thành công, các bạn có thể thấy là ở đây chúng ta có tổng cộng là 28 bài học tương ứng với 28 chủ đề khác nhau. Thì hiện tại các bạn lần đầu tiên đăng nhập, các bạn chỉ học được Unit 1 thôi. Thì sau khi các bạn hoàn thành Unit 1 thì Unit 2 sẽ được tự động mở khóa. Thì tương tự như vậy, sau khi các bạn hoàn thành Unit 2 thì Unit 3 nó sẽ tự động được mở khóa. Thì đối với một Unit nó có 4 cái thành phần là Vocabulary, Reading, Listening và Multiple Choice, tương ứng với 4 kỹ năng các bạn sẽ được cải thiện. Đó. Thì bạn sẽ được cải thiện từ vựng, đọc hiểu, nghe và luyện tập qua câu hỏi giúp các bạn hiểu được ngôn ngữ. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vô từ vựng. Thì trong từ vựng này là gồm những từ vựng liên quan tới chủ đề của Unit 1. Thì trong này các bạn có thể nghe được giọng Anh, giọng Mỹ. Các bạn trong quá trình học các bạn có thể dịch tiếng Việt. Rồi cái lúc màu vàng này thì các bạn tưởng tượng là có rất là nhiều từ vựng, thì cái từ vựng nào khó thì các bạn nhấn vào nút màu vàng này, nó sẽ được tự động thêm vào một list. Thì một list nó cũng giống như là một cuốn sổ thôi. Thì cái từ nào khó quá các bạn học không được á thì các bạn nhấn cái nút màu vàng này cho mình, thì cái từ này sẽ được tự động thêm vào một list. Đó, thì giống như cuốn sổ thôi, cái từ nào khó quá thì chúng ta có thể ghi vào cuốn sổ này. Thì trong một list đó nó sẽ có thêm chức năng nữa là highlight các bạn. Thì giống như là trong cuốn sổ cái từ này các bạn thấy khó là khó luôn, thì các bạn tô đậm cái từ đó giúp mình. Rồi sau khi các bạn tô đậm thì các bạn có thể bỏ được luôn. Đó. Rồi sau khi các bạn học xong rồi, các bạn cảm thấy là cái từ khó này nó trở nên đơn giản rồi đó, thì các bạn có thể nhấn nút xóa này cho mình, thì nó sẽ xóa khỏi list ha. Rồi quay lại với vocabulary. Thì tiếp theo sau khi các bạn học được vocabulary thì các bạn quay reading. Reading nó có một đoạn văn mà các record đoạn audio các bạn nghe theo luôn, thì các bạn sẽ vừa nghe vừa đọc theo. Các bạn có thể nhấn nút màu đỏ này, nó sẽ dịch cái đoạn tương ứng ha, như này mình sẽ nhấn như cho dịch đoạn tương ứng. Thì sau khi các bạn nghe xong á thì các bạn kéo xuống này giúp mình. Thì dưới này có một câu hỏi, thì một câu hỏi này nó sẽ liên quan tới chủ đề phía trên đó, sẽ liên quan tới chủ đề phía trên. Thì các bạn nhớ các bạn nên chọn hết tất cả câu trả lời thì các bạn mới nhấn kiểm tra được nha. Ở đây mình không chọn hết trả lời thì mình nhấn kiểm tra không có được. Rồi các bạn chọn câu trả lời chính mình. Rồi sau khi các bạn nhận trả lời xong các bạn sẽ nhấn kiểm tra. Thì ở đây cái nào đúng thì sẽ hiện cái thông báo màu xanh lá như thế này, cái nào sai thì nó hiện thông báo màu đỏ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ qua listening. Thì các bạn lưu ý riêng phần listening và multiple choice các bạn cần hoàn thành 100% để được mở khóa cái unit tiếp theo. Thì cái listening này nó sẽ giúp các bạn cải thiện kỹ năng nghe rất là nhiều và giúp các bạn học được từ vựng nữa, bởi vì trong này nó sẽ sâu lại những cái từ vựng ở unit 1, tuy nhiên nó chỉ phát audio thôi. Việc của các bạn là nghe và đánh máy lại. Như ở đây ví dụ mình có cái từ này thì mình nghe sau rồi mình sẽ đánh máy lại. Đó. Dù ở đây là cái từ computer, mình ấn lụi thôi nha. Đó, tạo thành một vocabulary. Tiếp theo mình sẽ nghe từ tiếp theo, mình sẽ nhấn vào đây mình nghe. Rồi bây giờ mình sẽ nghe từ hardware. Rồi sau khi các bạn nhấn đi xong, các bạn nhấn submit ha, enter ha. Thì ở đây á, nếu mà các bạn ghi đúng hết á thì sẽ ra màu đỏ. Vâng, ghi sai thì sẽ ra màu đỏ, còn ghi đúng hết nó sẽ ra màu xanh. Thì đây mình sẽ ví dụ nè, ví dụ ở đây mình viết đi. Đó, thì ở đây các bạn chú ý nè, ở những vị trí nào đúng thì sẽ hiện màu đỏ, vị trí nó sai nó sẽ hiện màu xanh cho các bạn. À, sai nó thì màu đỏ, còn đúng sẽ hiện màu xanh cho các bạn. Thì việc này sẽ giúp các bạn chú ý được cái lỗi chính tả. Thì các bạn lưu ý là mỗi lần các bạn làm đúng thì cái thanh màu xanh này, thanh tiến độ này sẽ được nhảy. Khi cái thanh này 100% có nghĩa là các bạn đã hoàn thành rồi nha. Thì trong quá trình làm á, nếu các bạn muốn luyện đi luyện lại á thì các bạn có thể nhấn nút reset á,
thì nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Thì tương tự multiple choice cũng vậy, các bạn sẽ chọn lựa cái đáp án phù hợp với cái từ trên này. Thì dùng chữ data thì sẽ đọc là như cái này đi, xong nhấn kiểm tra đó, nếu đúng thì cái thanh này sẽ được nhảy. Submit, nó sai, nếu nó sai thì màu đỏ. Okay. Kiểm tra đó, các bạn thấy đó, nếu mà các bạn đúng thì cái thanh này tiếng lột sẽ nhảy, khi nó nhảy mới tới 100% á, có nghĩa là bạn đang hoàn thành thành. Và sau khi các bạn hoàn thành listening về multiple choice thì cái unit 2 sẽ được tự động mở ha. Thì ngoài ra cái trang web này còn cung cấp cho các bạn thêm một cách học tiếng Anh hiệu quả nữa, đó là flashcard. Thì flashcard á, nó sẽ sâu lên cái bộ câu hỏi cho các bạn ha. Như ở đây đi, mình học từ software. Thì các bạn từ software là gì? Thì software nó có định nghĩa tiếng Anh nè, định nghĩa tiếng Việt nè. Thì ở đây có bốn option. Thì nếu các bạn nhấn cái option màu đỏ thì một lúc sau nó sẽ hiện lên cho các bạn học cái từ này. Nếu các bạn nhấn cái nút màu xanh như này thì có nghĩa ít nhất một ngày sau á thì cái từ này nó mới xuất hiện lại. Còn cái bạn nút 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 màu xanh biển này nè thì ít nhất 4 ngày sau cái từ này nó mới được hiện hiện lại ha. Thì các bạn nhấn học, các bạn cứ nhấn học cho mình. Như cái từ application này mình muốn một chút xíu nữa để nó hiện lại á thì mình nhấn màu đỏ. Còn cái từ hardware này mình không muốn nó hiện lại nên mình nhấn màu xanh này đó. Thì sau khi bạn học xong bộ thẻ sẽ có thông báo như thế này ha. Thì các bạn lưới với mình có chức năng list này giúp các bạn quản lý được những cái từ học khó, thì cái đây tương tự như một quyển sổ vậy. Còn cái flashcard kẹt đó sẽ giúp các bạn học được từ vựng một cách dễ dàng hơn. Lesson sẽ giúp các bạn cải thiện bốn kỹ năng vocabulary, reading, listening và multiple choice. Các bạn lưu ý có hai phần đó, là listening và multiple choice, các bạn cần hoàn thành 100% để được mở khóa unit tiếp theo. Thì video này đến đây là hết, chúc các bạn học tốt. Chào các bạn nha.